Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị và các bạn cái kỹ thuật telesale để giúp anh chị các bạn có thể là đặt được lịch hẹn với khách hàng. Thông thường thì một số những ngành hàng các anh chị rất là khó có thể là chốt sale trực tiếp trong cái việc là chúng ta gọi điện thoại, mà chúng ta sẽ sử dụng điện thoại, phương tiện telesale, bán hàng qua điện thoại là một cái công cụ để giúp chúng ta có thể là đạt cái mục tiêu đấy là chúng ta kết nối với khách hàng và chúng ta hẹn lịch gặp. Thì lịch gặp ở đây thì chúng ta có thể là gặp khách hàng một cái hội thảo, một cái sự kiện, hoặc là one to one, tức là gặp một một với khách hàng để tiếp tục trò chuyện và lắng nghe cái yêu cầu của họ. Tôi lấy thí dụ như là bất động sản hay là các cái chương trình đào tạo hoặc là các chương trình tư vấn vân vân, thì đều cần đến cái hình thức là chúng ta thiết lập cuộc gọi. Rất nhiều bạn, và tôi cho rằng ở đây thì là quan điểm cá nhân của tôi thôi, và quan điểm này thì nó cũng có thể là có bạn đồng tình, có những bạn không đồng tình về cái việc là tôi cho rằng là rất nhiều cái bạn mà làm telesale bất động sản hiện nay ấy, cứ gọi điện là anh ơi, anh có quan tâm đến bất động sản khu vực này, bất động sản khu vực kia hay không, em ở bên dự án này, em ở bên dự án kia, thì thông thường tôi nghĩ là cái tỷ lệ từ chối nó phải đến 99%, vì tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi như vậy. Tôi thực sự là không quan tâm, hay đúng hơn là tôi có cảm giác khi tôi nhận được quá nhiều cuộc gọi như vậy thì tôi có cảm giác là các bạn như đang làm không đúng. Tôi nghĩ rằng là với một cái sản phẩm, lấy thí dụ là bất động sản như vậy, thì các bạn nên thiết lập cuộc hẹn và các bạn nên duy trì phát triển cái mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, chứ không phải là bây giờ bạn gọi điện cho tôi là anh có nhu cầu mua chung cư hay là mua bất động sản thổ cư hay là bất động sản nghỉ dưỡng hay là condotel hay là cái gì office tel gì gì đấy hay không, và tôi trả lời là không, tôi không có tiền đâu, cúp máy thế là hết. Tôi nghĩ có lẽ ở đấy nó là một cái sai lầm, nhưng mà cũng có thể là các bạn nhân viên sale hoặc là các bạn nhân viên telesale không có nhiều sự lựa chọn, bởi vì chăm sóc một khách hàng hay duy trì một mối quan hệ khách hàng với một người như vậy rất là tốn về thời gian, tốn về công sức và tốn về tiền bạc, mà chưa chắc là đi đến đâu. Tôi hiểu cái điều đó, thì tùy các bạn quyết định, đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này các bạn nên bắt đầu với cái việc là chúng ta đặt lịch hẹn. Chúng ta có thể là bày tỏ cái sự ngưỡng mộ, bày tỏ cái sự quan tâm đối với khách hàng, nếu như mà khách hàng này là một người thành đạt mà chúng ta biết thông tin, chúng ta làm quen, chúng ta duy trì với họ và chúng ta có thể bán hàng trong tương lai. Chứ không phải là ngay bây giờ, bởi vì bất động sản dù sao nó vẫn là một cái sản phẩm mà nó rất là cao cấp và nó rất là nhiều tiền. Với nhiều người nhiều tiền thì có thể họ mua một cái căn chung cư 3 tỷ, 5 tỷ hay một cái nhà vài tỷ. Tôi nghĩ là nó khá là đơn giản, nhưng mà với phần lớn tôi nghĩ là khoảng 80% dân Việt Nam và khoảng độ 50-60% dân Hà Nội là việc mua một căn bất động sản chung cư hoặc là một căn bất động sản nhà đất khoảng 3 đến 5 tỷ nó cũng đều không phải là dễ dàng gì. Cho nên quan điểm của tôi là nên duy trì mối quan hệ với khách hàng. Đấy là một cái kinh nghiệm làm sale mà tôi nghĩ rất là tốt. Các bạn có thể học thêm ở cái bộ khóa học đào tạo kỹ năng bán hàng King of Sale, tức là vua bán hàng của tôi, để các bạn nhấn mạnh về cái việc là tại sao tôi lại khuyên các bạn như vậy, lý do gì, quan điểm gì. Thế thì bây giờ các bạn bốc điện thoại lên, các bạn trò chuyện, các bạn cũng bắt đầu bước là đặt câu hỏi, chào hỏi, đặt câu hỏi, và tạo các sự mối liên hệ, mối liên quan, bày tỏ những cái vấn đề mà khách hàng đang quan tâm, tạo giá trị, rồi thì bày tỏ sự hâm mộ với khách hàng, hiểu biết về họ, và mình rất là muốn có một cái cuộc gặp, một cái buổi cà phê hay một cái buổi trò chuyện hay một cái buổi gặp gỡ hội thảo gì đó. Và trước đó thì chúng ta đã phải nghĩ ra rồi, đó là kịch bản là cà phê này hay là kịch bản là hội thảo. Nếu mà là hội thảo thì ta đã phải có hội thảo rồi, ta mời họ đến, hoặc là một cái sự kiện lễ ra mắt cái dự án này, dự án kia, cái chương trình này, chương trình kia. Tôi cho rằng là như vậy, và từ đó sau đó các bạn tiếp tục phát triển các cái mối quan hệ bán hàng với khách hàng của mình, thông qua việc là chăm sóc SMS, thông qua việc là lâu lâu gọi điện thoại, thông qua việc kết bạn trên Zalo, kết bạn trên Facebook. Và như vậy có thể sau đó một thời gian 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, 2 năm, hoặc là nếu mà họ có điều kiện, họ có thể liên tục mua các sản phẩm của chúng ta sau này nữa. Đấy là quan điểm của tôi về telesale khi mà thiết lập cuộc hẹn với khách hàng. Và chúng ta nên thiết lập với họ một cái khoảng thời gian nhanh nhất, sớm nhất và chính xác nhất.
và chúng ta nhấn mạnh với họ về cái việc là họ phải giữ uy tín, phải đúng giờ, và trước khi diễn ra cái cuộc gặp đấy hay cái cuộc hẹn đấy hay là cái cuộc họp đấy thì các bạn nên cẩn thận là gọi điện lại hoặc là nhắn tin hoặc là trò chuyện lại. Bởi vì những khách hàng của chúng ta, nhất là những khách hàng VIP, họ có thể sẽ bận hoặc là họ sẽ bận đột xuất, và chúng ta hãy chuẩn bị cho điều đó. Vâng, thì đấy là cái quan điểm của tôi trong cái quá trình mà các bạn mà đặt lịch hẹn với khách hàng. Và tất nhiên chúng ta vẫn cần chuẩn bị rất là kỹ về thông tin về khách hàng, thông tin về sản phẩm và dịch vụ, chương trình cuộc gặp, cuộc hẹn, hoặc là cà phê. Xong cái buổi gặp cà phê đấy, các bạn cũng phải chuẩn bị các cái bộ siêu kit, hoặc là các bạn cũng phải nói trước với họ, bởi vì khách hàng họ cũng không có thời gian để mà đi cà phê đâu, nhất là những người bận rộn, đúng không? Họ phải thực sự có giá trị, thực sự có lợi ích, họ phải được tôn trọng, họ phải được nhận được những cái quyền lợi nhất định thì họ mới có thể dành thời gian cho chúng ta. Đấy là cái quan điểm của tôi trong cái việc này. Thì các bạn cứ suy nghĩ, thực ra tôi nghĩ đây là một cái video bài học nhỏ thôi. Nó chỉ có một hai ý là bạn thiết lập cuộc hẹn đối với những cái sản phẩm dịch vụ mà không dễ chốt sale qua điện thoại. Hãy duy trì một mối quan hệ với khách hàng, hãy phát triển mối quan hệ sau đó thông qua cuộc hẹn gặp trực tiếp, cà phê, cà pháo, hay là hội thảo, hay chương trình đào tạo, hay chương trình tư vấn, hay một cái sự kiện gì đó. Và sau đó thì các bạn tiếp tục theo đuổi cái khách hàng này. Đấy là quan điểm của tôi về bài học này. Xin hẹn gặp lại các chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.